Có cách nào chuyển chữ hoa, chữ thường và sửa lỗi chữ nhanh không anh? Ok, có nha bạn. Và đặc biệt là những bạn nào mà có đặc thù công việc phải tiếp xúc nhiều với các nội dung dạng chữ thì nhất định là phải biết đến những hàm này. Trong quá trình làm việc thì có thể các bạn sẽ gặp phải những trường hợp mà chúng ta phải trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và kết quả là những dữ liệu này thì bị lỗi rất nhiều. Ví dụ như bị thừa rất là nhiều khoảng trắng hoặc là viết hoa viết thường thì không đều nhau. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có một số những hàm để sửa lỗi chữ như sau. Đầu tiên, để gọt hết toàn bộ khoảng trắng thì các bạn hãy sử dụng hàm chim. Chim mở ngoặc và các bạn chọn vào cái ô dữ liệu Enter. Sau đó các bạn hãy copy công thức xuống dưới. Ngay lập tức thì toàn bộ khoảng trắng bị dư sẽ bị xóa hết. Tiếp theo, để viết hoa chữ cái đầu thì các bạn hãy sử dụng hàm Proper mở ngoặc. Rồi các bạn chọn vào ô dữ liệu, sau đó Enter. Bây giờ các bạn hãy copy công thức xuống dưới. Hoặc trong trường hợp mà các bạn muốn viết hoa toàn bộ thì các bạn hãy sử dụng hàm Upper mở ngoặc. Rồi các bạn cũng chọn vào cái ô dữ liệu, sau đó Enter và copy xuống dưới. Bằng cách sử dụng những hàm này thì việc sửa lỗi chữ trở nên rất là đơn giản.